Chào mừng các bạn. Chào mừng các bạn đến với bản tin Hoa Kỳ của ngày hôm nay. Một kênh thông tin thời sự quốc tế tổng hợp được chúng tôi tổng hợp liên tục hàng ngày sẽ giúp quý vị và các bạn có những thông tin mới nhất về thời sự quốc tế. Hôm nay có những nội dung như sau. Dịch viêm phổi Vũ Hán đang lây lan khắp thế giới với hơn 200 quốc gia và khu vực thất thủ. Nhiều quốc gia đang dấy lên làn sóng yêu cầu chính quyền Trung Quốc bồi thường thiệt hại với những khoản tiền ước tính lên đến hàng ngàn tỷ đô la. Trong một bài phân tích đăng trên Socrates China ngày 11 tháng 4, Nhà bình luận các vấn đề quốc tế ông Trần phá không cho biết, cơ sở pháp lý để các quốc gia yêu cầu Trung Quốc bồi thường là hai văn bản của Liên Hợp Quốc bao gồm các quy định y tế quốc tế và trách nhiệm của các nước đối với những hành vi sai trái có tính quốc tế. Các quy định y tế quốc tế có nêu các quốc gia thành viên cần thông báo một cách chân thực kịp thời và hiệu quả cho tổ chức y tế thế giới các trường hợp khẩn cấp về sức khỏe cộng đồng có thể ảnh hưởng đến các quốc gia khác. Quốc gia nào vi phạm nghĩa vụ này sẽ phải chịu trách nhiệm trong đó bao gồm việc bồi thường tài chính và kinh tế cho các quốc gia bị thiệt hại. Trong khi đó, điều 31 của đạo luật trách nhiệm của các nước đối với những hành vi sai trái có tính quốc tế quy định rằng các quốc gia thành viên sẽ phải bồi thường đầy đủ những thiệt hại về vật chất và tinh thần do các hành vi sai trái mà họ gây ra. Đứng trước yêu cầu bồi thường từ cộng đồng quốc tế, chính quyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ ứng phó thế nào? Theo ông Trần, Bắc Kinh có thể sẽ phản ứng theo một trong năm tình huống dưới đây. Thứ nhất, lấp liếm và phủ nhận theo ông Trần, dựa trên bản chất của Đảng Cộng sản Trung Quốc, họ sẽ không chịu thừa nhận rằng virus có nguồn gốc từ Trung Quốc. Họ sẽ tìm đủ mọi cách để lảng tránh các chủ đề mà cộng đồng quốc tế đưa ra nhằm điều tra về sự bùng phát virus Corona ở đại lục. Đầu tháng 1 năm nay, một số chính quyền địa phương đã được yêu cầu phải tiêu hủy các dữ liệu liên quan đến dịch Covid-19. Thứ hai, xin lỗi và xử phạt nội bộ. Nếu áp lực quốc tế quá lớn, ông Trần cho rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc có thể sẽ tìm ra một nhóm những con dê thế tội trong nội bộ chẳng hạn như nhóm bốn người phụ nữ là các nhà nghiên cứu virus và dịch bệnh của Trung Quốc, gồm Vương Diên Giật, Thạch Chính Lệ, Trần Vi, Khâu Hương Quả. Những người này bị cư dân mạng đặt bề danh là bốn nàng virus chúa. Sau đó, Bắc Kinh sẽ công bố xử phạt những người này như một lời xin lỗi mang tính biểu tượng để dập tắt sự phẫn nộ của thế giới theo nhận định của ông Trần. Thứ ba, xin lỗi và bồi thường thiệt hại. Ông Trần cho biết nếu áp lực quốc tế tiếp tục gia tăng, điều đó sẽ khiến cuộc đấu đá quyền lực trong nội bộ Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng leo thang ông nhận định phe cởi mở và cải cách như lý khắc cường uông dương vương kỳ sơn có thể sẽ đánh bại phe cực tả và cứng nhắc như tập cận bình vương hộ ninh lật chiến thư là người phải chịu trách nhiệm ở cấp cao nhất trong đại dịch chủ tịch trung quốc tập cận bình sẽ phải xuống đài theo ý kiến của ông trần nhà bình luận gốc hoa cũng cho rằng chính phủ trung quốc sẽ phải chân thành xin lỗi cộng đồng quốc tế nghiêm túc đối đãi với các vụ kiện bồi thường và thúc đẩy những cải cách chính trị theo xu hướng của thời đại xây dựng lại mối quan hệ từ đầu với thế giới văn minh Thứ tư, chiến tranh lạnh. Nhà bình luận Trần Phá Không cho rằng nếu các nhà lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn bị chi phối bởi phe cực tả và cứng nhắc, hoàn toàn phớt lờ những lời khiển trách và kêu gọi bồi thường của cộng đồng quốc tế, không quan tâm đến việc bị thế giới cô lập, thì khả năng chiến tranh lạnh sẽ xảy ra và leo thang về mọi mặt. Ông Trần cho biết, cuộc chiến tranh lạnh lần này sẽ hoàn toàn khác với chiến tranh lạnh ở thế kỷ trước. Thời đó, chiến tranh lạnh là cuộc đối đầu giữa phương Đông và phương Tây, giữa thế giới tự do do Hoa Kỳ đứng đầu và các nước theo chủ nghĩa cộng sản do Liên Xô lãnh đạo. Lần này đó sẽ là một quốc gia chối chọi với cả thế giới, tức là Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chống lại toàn thế giới. Các đồng minh của Trung Quốc như Nga, Triều Tiên, Pakistan, Iran đều đã trở thành nạn nhân của trận đại dịch nên cũng buộc phải chống lại Đảng Cộng sản Trung Quốc. Thứ năm, chiến tranh. Nếu Đảng Cộng sản Trung Quốc không chỉ chối bỏ trách nhiệm, tiếp tục chỉ sử dụng đủ loại chiêu trò để gây thiệt hại cho các nước, tiếp tục khiêu khích Đài Loan, bành trướng ở Biển Đông, gây hấn với các nước trong khu vực, Vậy thì khả năng sẽ có một cuộc chiến tranh thực sự xảy ra. Đó sẽ không chỉ là chiến tranh Trung Mỹ hay chiến tranh Trung Đài Mỹ, mà các cuộc chiến giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhiều quốc gia khác. Có thể nói đây là một cuộc đối đầu giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với cả thế giới. Thất bại của cuộc chiến là điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể tránh khỏi. Và khoản bồi thường Đảng Cộng sản Trung Quốc phải trả còn lớn gấp hơn gấp bội. Theo ông Trần Phá Không, Năm 1899, triều đại nhà Thanh đã lợi dụng nghĩa hòa đoàn, một phong trào đã bạo lực để chống lại các thế lực nước ngoài, dẫn đến các vụ tấn công các đại sứ quán, tiêu diệt các đặc phái viên và giết chết các nhà truyền giáo nước ngoài và giáo dân Trung Quốc. Kết quả là vào năm canh tí năm 1900, liên quân 8 nước gồm Nhật, Nga, Đế quốc Anh, Pháp, Hoa Kỳ, Đức, Ý, Đế quốc Áo Hung đã chinh phạt Trung Quốc. Năm 2020 giờ đây lại là năm canh tí. Nếu chiến tranh xảy ra, điều mà Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đối mặt sẽ không chỉ là liên quân 8 nước mà có thể là liên quân lên đến 80 nước hoặc thậm chí 110 nước. Khoản đòi bồi thường năm canh tí có nguy cơ xảy ra một lần nữa. Sự tương đồng của lịch sử thật khiến nhiều người không khỏi kinh ngạc. Thưa quý vị và các bạn, trong khi đó, Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ George Harley, Đảng Cộng hòa tiểu bang Missouri, đã công bố dự luật công lý cho nạn nhân của dịch bệnh COVID-19 để buộc Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm gây ra đại dịch toàn cầu COVID-19. Dự luật sẽ tước bỏ quyền miễn trừ chủ quyền của Trung Quốc và tạo ra một quyền hành động riêng để các chủ thể và cá nhân có thể đưa Đảng Cộng sản Trung Quốc ra tòa về các tội như bất cẩn, bịt miệng những người tố giác và giấu thông tin quan trọng về COVID-19. Kế hoạch này bao gồm việc thành lập lực lượng đặc nhiệm công lý cho các nạn nhân của COVID-19 thuộc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để chỉ đạo một cuộc điều tra quốc tế về việc xử lý ổ dịch COVID-19 của Bắc Kinh và đòi hỏi bồi thường từ chính phủ Trung Quốc. Có nhiều bằng chứng cho thấy sự dối trá, lừa dối và bất tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã khiến COVID-19 biến đổi từ một dịch bệnh địa phương thành một đại dịch toàn cầu. Chúng tôi cần một cuộc điều tra quốc tế để tìm hiểu toàn bộ thiệt hại mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra cho thế giới. Và sau đó chúng ta cần trao quyền cho người Mỹ và các nạn nhân khác trên toàn thế giới để phục hồi thiệt hại. Đảng Cộng sản Trung Quốc đã giải phóng đại dịch này. Họ phải chịu trách nhiệm trước nạn nhân của mình. Thượng nghị sĩ Hawley là thành viên đầu tiên của Nghị viện Mỹ kêu gọi điều tra việc che giấu đại dịch COVID-19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông gần đây đã cùng Thượng nghị sĩ Tom Cotton của Đảng Cộng hòa tiểu bang al giới thiệu dự luật trách nhiệm với sức khỏe cộng đồng toàn cầu Lý Văn Lượng, người cảnh báo đầu tiên về sự nguy hiểm và bùng phát của dịch viêm phổi Vũ Hán. Dự luật này cho phép áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức nước ngoài đàn áp hoặc bóp méo thông tin về các cuộc khủng hoảng y tế công cộng quốc tế. Dự luật cấp quyền cho các chủ thể và cá nhân buộc nhà nước Trung Quốc chịu trách nhiệm đối với các khiếu nại dân sự tại tòa án Hoa Kỳ bằng cách lập ra quyền hành động riêng chống lại chính phủ Trung Quốc để người dân có thể kiện chính quyền này vì bất kỳ hành động bất cần nào của họ đã gây ra đại dịch Covid-19 ở Mỹ. Ví dụ như việc giấu thông tin hay bịt miệng bác sĩ tước quyền miễn trừ chủ quyền Trung Quốc để nguyên đơn có thể khởi kiện và cho phép tòa án đóng băng tài sản của chính phủ Trung Quốc để nạn nhân có thể thực thi yêu cầu của mình, ép buộc bồi thường. Lập đội đặc nhiệm công lý cho các nạn nhân của bệnh COVID-19 trực thuộc Bộ Ngoại giao để dẫn đầu một cuộc điều tra quốc tế nhằm xác định hậu quả gây ra từ các quyết định của Bắc Kinh trong việc làm sai lệch và giấu giếm thông tin về COVID-19, bao gồm cả việc đã sử dụng Tổ chức Y tế Thế giới để lặp lại sự dối trá gây nên đại dịch toàn cầu và dẫn đầu các nỗ lực quốc tế nhằm đảm bảo nhận được sự bồi thường từ chính phủ Trung Quốc, bao gồm việc chuẩn bị các lựa chọn để buộc Bắc Kinh cung cấp bồi thường nếu họ cứng lại các đòi hỏi của quốc tế. Quyền miễn trừ của một nhà nước là khái niệm được nhiều quốc gia áp dụng, là quyền đảm bảo cho một quốc gia không phải chịu sự điều chỉnh của thẩm quyền của một quốc gia khác. Tuy nhiên, thực tế cho thấy nhiều tội ác và sai phạm đã bị bỏ qua khi bị cáo viện, dẫn đến quyền miễn trừ này. Nên một số nước đã xem xét đưa ra một tư thế pháp lý hài hòa giữa tư nhân bị thương hại và một bị cáo có liên hệ tới một quốc gia ngoại quốc. Năm 1976, Nghị viện Hoa Kỳ đã biểu quyết chấp thuận đạo luật FSIA cho phép các tòa án nước này thụ lý và xét xử những vụ tư nhân hay công ty tư, kiện chính phủ ngoại quốc cũng như các công ty quốc danh ngoại quốc. Theo luật gia Tạ Quốc Tuấn, trong 10 năm đầu tiên kể từ ngày ban hành FSIA, đã có hơn 2.000 vụ kiện dựa vào FSIA và hơn 400 phán quyết được lưu trong các án lệ chưa kể các phán quyết được số hóa lưu trên hệ thống điện toán hoặc các tập phán quyết ký lục đề mục một số vụ kiện áp dụng fsia sau khi luật này ra đời có thể kể đến như thảm họa xi măng ở nigeria chính phủ cuba quốc hữu hóa các sĩ nghiệp công ty tài sản của hoa kỳ sau vụ lật đổ tổng thống đương nhiệm và thành lập chế độ nhân dân cộng hòa cuba vụ bắt cóc con tin ở đại sứ quán hoa kỳ ở iran các vụ kiện chính phủ ngoại quốc vi phạm nhân quyền